Vâng, Khang Minh JBL, kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Pro Mỹ bãi tuyển chọn. Kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em yêu âm thanh. Hôm nay Khang Minh lại làm một video quen thuộc, đó là test âm. Đối với cặp loa hôm nay là khủng long full đôi 4 tấc mà kênh của Khang Minh JBL thường xuyên tuyển chọn được những cặp đẹp xuất sắc trên 90% về với Khang Minh JBL. Đó chính là 4733X. Nói đến model này, toàn thể anh em chắc ai cũng nắm được rồi. Em không phải giới thiệu thêm. Combo của nó là súp 4719X. Một chiếc súp ngồi đứng ngay bên cạnh em, ngay bên máy quay. Và một chiếc súp ở bên này. Em xin hướng tới cặp nhân vật chính hôm nay của bác Minh. Trước khi đóng gói lên đường vào tận thành phố Sài Gòn để bác Minh sở hữu và sử dụng nó lâu dài, chắc hẳn model này sẽ không làm thất vọng đối với những người đam mê sự đẳng cấp, sự pro như cặp 4733X này. Em đã kết nối xong. Sau đây xin mời toàn thể quý anh em cùng bác Minh nghe qua một ca khúc nước ngoài, một ca khúc mà tính nhạc cụ của nó được thể hiện trong bản nhạc rất cao. Em rất là thích bản ca khúc này. Đây rồi. Mở lại từ đầu đi. Ok.
Dạ vâng, quay đến thế thôi các bạn ạ. Không, những bản nhạc nước ngoài chúng ta không thể quay bừa bãi được đâu ạ. Dính bản quyền nó kiện chết tòi đấy. Xóa kênh của mình luôn. Vậy mọi thông tin, toàn thể các bác cùng quý anh em yêu thích âm thanh, yêu thích những dòng âm thanh mỹ bãi, chuyên hàng tuyển chọn, có thể liên hệ với bên Khang Minh JBL để được hỗ trợ và tư vấn nha. Địa chỉ và số điện thoại của Khang Minh JBL trên tấm biển này. Em xin được dừng video tại đây. Kính chúc toàn thể quý anh em cùng các bác cuối tuần vui vẻ và lại được chơi và thả chép với những đồ chơi âm thanh, những đam mê âm thanh của nhiều anh em đàn ông thanh niên chúng ta. Xin chào toàn thể quý anh em và hẹn gặp lại ở những video lần sau.